hàng bia. Hôm qua là phát tiền em đó hiện lại cái tình chung kết VSAT mùa xuân 2021 á. Má coi mất cái cảm giác đó sân khấu nó sướng. Đồng cảm với bia. Anh vẫn còn nhớ anh bình luận Taki nó kéo vô cái đầu mẹ khúc dưới. Bình luận sân khấu có khán giả ngon, sướng. Rồi chắc phải đợi mùa hè. Hôm nay vừa mới thấy thằng Bia nó post tấm hình chụp với một sư thầy nào đó. Chắc nó chuẩn bị quy y thiệt rồi. Pháp danh có sẵn. Xin chào các bạn. Thì không biết là các bạn đã xem Game Live số thứ 6 chưa? Ở số thứ 6 thì tụi mình đã chia sẻ cho các bạn một ngày của game thủ chuyên nghiệp là như thế nào. Thì với số Game Live thứ 7 lần này tụi mình sẽ đưa ra một chủ đề để mọi người cùng thảo luận. Đó là trong thể thao chuyên nghiệp thì kỹ năng sẽ quan trọng hay là thái độ sẽ quan trọng hơn? Mọi người nghĩ sao về câu hỏi này? Thì hãy cùng mình đi xem góc nhìn của các tuyển thủ chuyên nghiệp ở GAM về vấn đề này nhé. Trước khi đi thì các bạn hãy cho mình một like và một subscribe cho kênh YouTube của GAM nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ủa câu này cũng phải hỏi nữa ta. Thì mình đang ở tại phòng gym của GAM thì để xem coi là mọi người đang làm cái gì nha. Câu này cũng phải hỏi nữa hả? Sao? Xong chưa? Cho anh phỏng vấn một xíu. Thì bây giờ em nghĩ là vận động viên chuyên nghiệp thì thái độ sẽ quan trọng hay là kỹ năng sẽ quan trọng? Theo em thì em nghĩ là thái độ sẽ quan trọng hơn. Thì có thái độ thì mình sẽ làm việc nó dễ dàng. Đang tập hả Tùng? Gì vậy? Này, em nghĩ sao về thái độ và kỹ năng của một tuyển thủ chuyên nghiệp? Tuyển thủ chuyên nghiệp thì thái độ và kỹ năng thì em thấy hai cái điều đó là quan trọng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Là kiểu cái điều không thể thiếu để mình làm một tuyển thủ chuyên nghiệp á. Vậy thì em nghĩ nếu mà có một tuyển thủ nào đó mà có thái độ tốt nhưng mà kỹ năng thiếu thì sẽ như thế nào? Nói chung em cũng gặp nhiều người rồi. Kiểu có mấy đứa nó đến thái độ nhưng mà kiểu cái tối cao thái độ gì á cũng không có phát triển được, cũng không có giúp cái team mình lên được á. Nên em nghĩ cái tôi nha, dùng từ cái tôi nha, thái độ đúng là cái từ cái tôi ở VH giờ nó nhạy cảm quá ha. Cái nào cũng phải tốt hết á, kiểu mới hoàn thiện bản thân. À, Deep Kid giờ trưởng thành ghê mày. Thái độ lẫn Deep Kid ngon á. Quan trọng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà cái nào câu trả lời chính xác nhất là của thằng Deep Kid. Và riêng Deep Kid thì tự tin là thái độ kỹ năng đều 10 trên 10. Giờ thì mình đi lên phòng chen để kiếm mọi người. Thằng nào trả lời thái độ là sai nha. Kỹ năng với thái độ á. Em nghĩ thì kỹ năng như là phần nhỏ nhỏ thôi, thái độ chắc là mới quan trọng nhất. Vậy em nghĩ thì kỹ năng và thái độ của em như thế nào? Kỹ năng và thái độ của em á. Em thì thái độ em thì do mọi người đánh giá thôi. Còn kỹ năng thì em nghe biết mình đâu rồi. kỹ năng thì cũng kỹ năng thì của em thì cũng hiện giờ cũng bình thường thôi. Và thái độ của em thì hiện tại em thấy theo em thấy thì nó cũng khá tốt. Kỹ năng của người số 1 hay không? Số 1 VCS. Ủa cú hả? Đúng rồi. Nói chung về câu hỏi này thì đối với vận động viên chuyên nghiệp ấy, thì đầu tiên là kỹ năng sẽ là thứ quan trọng nhất. Kỹ năng là thứ quyết định tên 500 đó, cái câu trả lời của Levi vậy? Thái độ là một yếu tố phụ nhưng mà nó rất là quan trọng. Nó quyết định bạn có thể trở thành một vận động viên giỏi hay là một vận động viên xuất sắc hay không, hay là bạn chỉ là một vận động viên tồi. Má câu hỏi căng hả ta? Bản thân mình nếu mà xét về mặt bằng chung của VCS thì cả kỹ năng và thái độ của mình đều tốt cả. Ngay thời điểm này thì chắc phải là BE à. DK là Canyon. Câu trả lời chính xác nhất của game thủ chuyên nghiệp đó là kỹ năng. Không có kỹ năng thì không có chuyện làm game thủ chuyên nghiệp. Không có cơ hội để thể hiện thái độ, bạn hiểu không? Không hỏi. Đặt ra là không. Chủ đề của anh này không đúng rồi. Phút thứ 6, móc bóng thành công sát thương vô một style, nhưng đơn giản là BA di chuyển lên để thể hiện cho xạ thủ của mình. Và wow, anh đấm gục Su Hào với một pha combo rất đẹp. Baron họ đang cố gắng ăn nhanh nhất có thể. Levi đang vào vị trí Baron còn 2000 máu. Levi tiến xuống và Levi cướp Baron một cách rất dễ dàng. Nỗi quan trọng hơn hết là không thể nào có thể kể xiết từ bên phía team Secret, nhưng họ vẫn đang cố gắng giao tranh, nhưng tinh thần đã mất, họ mất tất cả, mất Baron, mất
toàn bộ đội hình trước sức mạnh của Gami Sport và cái kết rất đắng. Nỗ lực rất là lớn đến từ bên Nguyên Anh, ta đá cũng rất là đẹp. Cũng Lee Sin đúng là bậc thầy sóng âm với những pha xử lý rất tốc. Nhưng vấn đề là sát thương của bên phía Gam nó không phụ thuộc vào Style. Đây là ván đấu mà Style có áp ca thì bên phía của Gam cũng không thiếu sát thương lắm khi mà họ đang có kia già với phong độ như thế này. Và tất cả chỉ đem lại cho Penguin một pha highlight cá nhân. Còn thắng lợi cuối cùng thì vẫn thuộc về bên phía của Gam Esports. Chỉ là ai không biết tính Sơn là kiểu như là Sơn cũng chuồng mang lớp làm mấy cái con mà kiểu dễ mở dễ đánh á. Đó, là đánh Sơn là nó đánh như vậy nhưng mà anh thì muốn đánh nhiều bài hơn. Đó là câu trả lời của người trưởng thành, phải có nhiều bài hơn, phải có nhiều thế hơn. Dỗ một cái là phải đổi thế, không để bị trùng lập được. Đang làm gì vậy Khoa? Em nghĩ là đối với một vận động viên chuyên nghiệp thì kỹ năng sẽ quan trọng hơn, thái độ quan trọng hơn. Em thì đối với lại một vận động viên thì thái độ sẽ quan trọng hơn, tại vì thái độ sẽ giúp mình hòa nhập hơn. Đối với lại môi trường game thì nó sẽ cho mình giỏi lên. Vậy thì em nghĩ là đối với bản thân em thì em tự đánh giá mình thì là thái độ là bao nhiêu điểm và kỹ năng là bao nhiêu điểm? Thái độ thì em sẽ chấm cho bản thân mình là 7 trên 10 và kỹ năng là 6 trên 10. Em đang TB nha. Ủa đánh gì mà nó cầm TB vậy? Tuyển hữu có kinh nghiệm đó là nằm ở cái thái độ. Đánh con rừng nó cầm TB ta. Thì cái này nó thể hiện rất là rõ khi mà nó có con một tuyển hữu trẻ họ vừa vào cắt hết TB hay là họ vừa bắt đầu quá trình tập luyện của mình thì cái thái độ hoặc là cái trẻ nó đánh răng và đánh rừng cầm TB vậy. Khi mà tập và khi thi đấu thì nó vẫn chưa được chín chắn và chưa được chỉnh chu cho lắm. Còn kỹ năng thì giữa hai người này theo mình nghĩ nó không có sự khác biệt quá lớn, và thậm chí là đôi khi có những tuyển hữu trẻ họ có kinh nghiệm, họ có kỹ năng thậm chí là cao hơn cả những người chơi đã có kinh nghiệm rồi. Mà sự khác biệt lớn nhất thì vẫn nằm ở thái độ của cả hai người. Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Nhưng mà sai lầm của Thang thì Tùng chịu nha. Kiểu hôm nay lên chức đội trưởng, bây giờ lên chức đội phó. Đâu có. Thứ 6, thứ 6 đội chủ á là chỉ có ngàn P. Cái câu để cái câu hợp lý ở đây là gì nè? Thái độ có thể dạy được nhưng mà kỹ năng thì không nha. Trình độ của thằng đó nó là cao thủ, các bạn có dạy cách mấy thì nó cùng lắm nó lên được đại cao thủ thôi, nhiều khi không được. Bây giờ đưa một thằng thái độ 100 điểm, trình độ bạch kim cao thủ, rồi về Gam dạy nó lên được không? Nhiều khía cạnh, ví dụ như là teamwork và về cho và bệ tướng, về Gam dạy nó lên được. Khánh và Ba Phong. Hôm nay thì tinh thần em tự tin thoải mái. Em đã chuẩn bị tâm lý trước vài tuần rồi nên là em sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu này. Em cho kè bớt Tomio đơn trận cho kè. Cảm giác qua thế nào khi mà mình đã bị thay thế bởi người thân binh Tomio? Tôi cảm thấy thi đấu này sẽ là trận rất khó khăn để cho team. Lấy cái thằng này là lát xong clip để mình nói nha, xong clip để mình chia sẻ. Mấy cái này xến quá anh Luân, thay vì làm mấy cái này thì cho tốn thời gian thì nên dạy mấy thằng em nó cách làm người ấy mặt cười. Ủa sao nó không hiện ra? Được băm bích nữa hả? Ông Sơn Kỳ đã đổ nét nha. Chịu những sự thiệt lớn so với đối phương. Chúng ta đang được xem lại từ tấn công này, đó là một pha hung đường trên và Yoshino đã... Trong trận đấu đầu tiên ở VCS thì em đã bắt sai sót nhỏ, nhưng mà thật may em được MVP ở ván 2. Nếu mà được ra sân ở những trận đấu tiếp theo thì em sẽ giành chiến thắng cho Gam.
đang là sát thương tầm xa đến từ Stargate tiếp. Con của mình bị uống thùng rượu nổ, không phải là quá đẹp. Tom đang lao vào để tìm Jerry và anh ta tiếp tục tấn công, chuyển mục tiêu đó là Alice. Alice dùng bùng nổ sức mạnh của mình nhưng ta không sống nổi. Tom Rio còn một máu. Trời ơi, em còn máu vậy em kêu chết. Em nhanh nha. Ủa em hay kiểu kêu nó chết trước đó ha, mà chị nó thấy nó còn nhiều máu lại chưa tính được đau á. Chú mọi người chắc cũng từng nghe qua câu là cái gì cũng có lợi. Thì đây là lần đầu tiên mà Tom Rio ra đây. Tâm mình tư vị nhiều rồi. Được. Levi thể hiện được sự trưởng thành. Một người có thể tự cười mình là nó thể hiện được sự trưởng thành. Và nó một người gọi là self-aware, tức là tự ý thức được bản thân. Tôi cho rằng mình khá non khi đã đối đầu với Flash. Nếu mà được ra sân những trận sau thì mình sẽ cải thiện tốt hơn. Và mình sẽ cho các bạn thấy Tom Rio không còn non như trước nữa. Tom Rio. Trời ơi. Let's go, let's go. Anh ấy là một người trẻ tuổi và có được cái sự yêu thích với bộ môn thể thao bóng đá bóng rổ của rất to lớn. Ông có một vấn đề. Bình thường thì đánh chung kết thì mình chuẩn bị ban bích trong vòng nửa tiếng. Nhưng mà tối hôm qua là mình thức tới 4 giờ sáng. Không có gì căng thẳng hết. Thì đối với mình thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để có thể tuyển vào GAM đó chính là sự phù hợp. Sự phù hợp ở đây thì đương nhiên nó sẽ gồm tất cả những cái yếu tố mà chúng ta vừa mới nói đến. Đấy là kể cả kỹ năng này, kể cả thái độ này và sự phù hợp của bạn ý đối với team. Thì sự phù hợp ở đây thì nó liên quan đến cái style thi đấu của bạn đó. Ví dụ như là GAM thì cần những cái người mà giao tranh mạnh mẽ chẳng hạn, mở giao tranh chẳng hạn, ở vị trí hỗ trợ thì chúng tôi tuyển B. Kỹ năng sẽ là yếu tố quan trọng đầu tiên và nó sẽ là một cái yếu tố quan trọng chính luôn của các bạn trong suốt quá trình thi đấu chuyên nghiệp. Bởi vì cái giới hạn về mặt kỹ năng nó rất rất quan trọng. Có những người sẽ có cái giới hạn kỹ năng của mình ở đâu đấy 8 điểm và họ không thể nào lên được nữa. Kể đó, cả anh giám đốc nói là họ có tốt đến chính xác nào khác hẳn. Không phải như mấy thằng game thủ về đặt trả lời theo kiểu nghe cho nó hay hay không? Nếu như bạn đã có thái độ quan trọng hơn. Đó, thì bạn mấy thằng nào trả lời thái độ quan trọng hơn là những thằng fake. Này cái ngành này nó dễ hơn. Tất cả những cái vấn đề liên quan đến mặt thái độ là phải có sự rèn luyện, phải có thời gian thì mới thay đổi. Mình, được. Đây rõ ràng Izumin đúng xứng đáng làm CEO của GAM. Chắc chắn là các bạn biết là style ở thời điểm trước khi vào GAM là như thế nào. Có một số những câu chuyện, một số những lùm xùm và nhiều người cũng nghĩ rằng style là một người toxic, một người mà có một thái độ chơi game không được quá tốt. Nhưng mà lát nữa lưu tóm lại cái này rất là ngắn gọn cho mọi người nghe cái mọi người hiểu liền. Là style đang thay đổi tốt đến như thế nào, nói nhiều hơn, hòa đồng hơn và bạn đó cũng thể hiện đóng góp cho team rất là nhiều. Nó khác với tính cách của một tuyển thủ mà các bạn nghĩ là tuyển thủ đó có thái độ không tốt đúng không? Và bây giờ thì cái điều đấy nó càng khiến cho tôi vững tin là phải tuyển những tuyển thủ có kỹ năng cao, kể cả thái độ không tốt cũng được. Mình sẽ rèn luyện chuyện đó. Nếu như bạn đó không thay đổi được cái thái độ của mình thì bạn đó sẽ... Để mình dịch chưa? Tôi đã từng tuyển một thằng tay to vái lờ nhưng cũng mất dạy. Ê lộn, tay to vái lờ nhưng cũng mất dạy vái lờ. Nhưng mà tôi dạy nó được, đời dạy nó được, fan faker dạy nó được. Thế là nó hay. Sẽ bị đào thải. Mình nghĩ để trở thành một tân binh của GAM thì cả hai yếu tố thái độ và kỹ năng đều rất là quan trọng. Kỹ năng là yếu tố bắt buộc để trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Và thái độ sẽ giúp cho các bạn có thể phát triển, tiến xa tại môi trường eSports chuyên nghiệp và giúp cho các bạn trở thành một trong những người vận động viên giỏi nhất tại cái lĩnh vực mà mình thi đấu. Nên mình nghĩ là đối với một tân binh của GAM thì bắt buộc phải có hai yếu tố này. Nếu mà thiếu một trong hai thì chắc chắn là sẽ không trở thành một vận động viên chuyên nghiệp tốt được. Gửi đến những bạn trẻ đang có mong muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp hay là có thể thi đấu được cho GAM thì mình nghĩ là các bạn cần phải liên tục trau dồi kỹ năng cá nhân của mình cũng như là thái độ tập luyện, thi đấu để mà có thể trở thành một vận động viên xuất sắc. Lời cuối cùng thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn hãy nhớ cho GAM một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi thì thật anh là sao, tại mình sợ là bên phía GAM chốt lại cái clip này sớm thôi, nhưng mà ý là nếu mà chốt lại ở chỗ của thằng Izu với thằng Phong thì nó cũng chính xác rồi. Chỉ có mấy thằng nhóc đừng phê thằng kia ra nói là kỹ năng không quan trọng bằng thái độ thôi. Tại vì đơn giản như thế này,
thái độ các bạn dạy được, kỹ năng không dạy được. Và nếu như ai đó nói về thằng Lộc thì thằng Lộc chính là minh chứng cho cái đó. Thằng Lộc chính là minh chứng cho cái việc là thái độ dạy được nhưng kỹ năng dạy không được. Tại vì thằng Lộc không được dạy chính xác. Thằng Lộc nó này có đụng chạm ba gà quá không ta? Ba gà có hay nhận là một chỗ người nắng Lộc đầu tiên không ta? Thằng Lộc là thằng nó không được trưởng thành trong một cái môi trường rèn đúng đắn. Kỹ năng không dạy được nhưng thái độ dạy được, và thằng Lộc là một minh chứng cho điều đó. Không, thằng Lộc mình nghĩ là phần nào đó là do nó không được có những cái người thật sự nghiêm khắc trong cái quá trình trưởng thành của nó. Đúng không? Bây giờ mình ví dụ như vậy nha. Các bạn có thể nào mà không thể nào mà dạy được một thằng nào đánh như thằng Lộc thì được. Đúng, có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm. Có rất nhiều người phải chịu trách nhiệm về thằng Lộc. Tất nhiên bản thân nó phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Cá nhân nó vẫn phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nhưng tất cả những người nào đóng vai trò gọi là người lớn, tất cả những người nào đóng cái vai trò gọi là người lớn trong quá trình mà thằng Lộc nó ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Bây giờ mình bỏ qua câu chuyện trước đó đi ha. Coi như mình bỏ qua câu chuyện trước đó của thằng Lộc, phần đời trước đó của thằng Lộc thôi, mình chúng ta không chạm đến. Nhưng tất cả những người đóng vai là người lớn trong quá trình thằng Lộc nó tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại cho tới thời điểm nó bị ban vĩnh viễn đều phải nhận trách nhiệm. Đây là sản phẩm mà họ đã tạo ra. Gọi là họ cũng đúng, tại mình cũng có trong cái nhóm đó thì phải. Đó. Cho nên là, nhưng mà các bạn thấy không, bây giờ từ đó đến giờ có ai dạy? Bây giờ thái độ người chơi, thái độ tốt của VCS cũng rất là nhiều, nhưng có ai được cái đỉnh như thằng Lộc không? Đúng không? Những cái pha xử lý kỹ năng đỉnh cao của nó, thời hồi nó còn đỉnh cao năm 2019 đó, thì bây giờ biết bao lâu rồi các bạn chưa được xem lại, đúng không? Cho nên là không, thì thật ra câu cuối cùng thì bên phía GAM cũng đã chốt lại một cái rất là đúng rồi. Cái quan trọng nhất vẫn là kỹ năng, GAM vẫn xác định đúng chứ không bị tầm sàm ba láp gì cả. Cái quan trọng nhất vẫn là kỹ năng. Câu hỏi đặt ra là câu hỏi này hơi thừa. Câu hỏi này đặt ra để làm nền thôi. Tức là hai thằng già nó cũng ác lắm. Câu hỏi đặt ra xong cho mấy nhỏ trả lời, xong rồi có mấy thằng trả lời là thái độ, xong để làm nền cho tụi nó. Izumin với lại Phong là đường hoàng xuất hiện với một tâm thế rất là trưởng thành, đỉnh đạt, trả lời rằng kỹ năng quan trọng hơn thái độ chúng ta có thể rèn luyện. Là bắt nè, bắt thằng Phê làm nền, bắt thằng Kiaya làm nền, bắt thằng Tom Rio ra làm nền ở đó. Ác. Mấy thằng content với lại hàng kia ác. Vậy thôi. Ngày Ren có lỗi không? Có chứ. Có sao không? Tất cả những thằng nào? Ba Rọi nè. Ba Rọi xong tới ai? Ba Rọi xong tới Tí Nị một nè. Ba Rọi xong tới Tí Nị một. Tí Nị một xong rồi tới Buffalo. Đợt Buffalo là có Lu luôn, tại vì Lu có đi với thằng Lộc một hai giải trong thời gian ở Buffalo. Xong tới Tí Nị hai nè. Đó. Đó là những cái tên mà phải chịu trách nhiệm về thằng Lộc. Thằng Ren thì là trong Buffalo rồi. Tí Nị một là cái đợt nó đánh cái Gam đợt một. Thầy Quyền. Ừ đúng rồi. Tí Nị hai xong tới là Thầy Quyền một, Thầy Quyền hai, đúng không? Đó. Thì nói chung là mình như mình đã nói thì thằng Lộc vẫn là thằng phải chịu trách nhiệm cao nhất thôi, nhưng mà những người có liên quan trong hành trình Liên Minh Huyền Thoại của nó cũng chịu phần nào đó thôi, không phải là hết. Tại vì có nhiều, cũng có những câu chuyện mà, tức là nếu các bạn đã cố hết sức rồi nhưng không thay đổi được con người của nó thì chịu. Nhưng mình không biết là mọi người đã cố gắng hết sức chưa. Tham gia dự đoán VCS tại trang castrol.liênminh.garena.vn để nhận xe máy CB150R cùng những phần quà hấp dẫn khác từ nhãn hiệu dầu nhất toàn cầu Castrol Power One.